trời. Thăm cơm sở đông trùng hạ thảo mà kết hợp với ớt luôn. Ớt siêu cay. À, ớt này là 500 triệu một ký à. Alo. Ừ. Nghe nghe. Dạ nghe rồi. Em mới lên là có mới lên giống này. Là bán giống hay là để trồng đây không cơ? Em đang định trồng hết. Đây giống ớt nó nằm bên kia. Vâng. Sau cái xong xem cái ớt cái. Cái ớt này nó nửa tỷ một ký hơn nửa tỷ ký đây. Ui giời nó. Cây nó lên trái nhiều không? Đây cây đây. Nửa tỷ một ký mà con tàu quá trời mua. Gớm lắm cây gớm gấp. À nó hả? Đây giống cà chua quá ta. Công dụng của nó làm gì? Nó là chất sở rau cho vận động viên. Rau và nó có các vitamin đầy đủ như các cái dòng dọc dường điệu khác. Độ cay của nó anh nào mà ăn thử cắn thử ra coi. Thôi. Cay lắm. Anh cắn thử đi không làm. Thôi. Anh cắn thử thôi chút xíu nữa để mà ăn. Em làm mà cái giống như cái kem mà bôi trị mỡ bụng á. Tàn mỡ bụng. Các anh cắn thử đi. Đây là cô Linh làm chín luôn á hả? Rất thơm. Các anh nào ăn được cay thử. Vậy cô Linh xác nhận là sợ rồi. Hả? Nghe sợ rồi. Rất cay. Nhưng mà cái này là tụi em chiết xuất để tụi em làm cái thuốc mà tan mỡ bụng. Cắn thử bôi ra ngoài giá. Kem bôi tan mỡ bụng. Nhân bản đầu tiên trong nước được số lượng rất nhiều để mà trồng ra. Cái giống này cái dễ của nó là dễ sợi nó không phải dễ tăng cường những cái đó để nó giảm mỡ tăng cơ. Giống thực phẩm chức năng nữa không? Không, cái đó là dạng kem bôi. Kem bôi. Chứ uống vô nó nóng. Cái bao tử lắm chị gì nổi. Bôi ngoài thôi. Cái này làm ngoài. Bôi da để tan mỡ. Là nó tên ớt nó là cái gì không cơ? Charapita. À Charapita. À Charapita. Ở đây tại có cô chuyên dược liệu của Rành cũng xác nhận. Thơm lắm. Giống ớt Charapita. Hiện tại trong nước mình chỉ có một vài cây để mà người ta chỉ có trồng làm cây cảnh thôi, chứ về vì giá trị kinh tế nó cao quá, nó cao đến ngưỡng mà trên thị trường châu Âu nó rơi vào nửa tí 25,8 ngàn đô trên một cây này. Mình có đang để ý định là mình để cho ra thành bản mãn, mình trồng đại trà không ra. Cây này là cây non ha, cây này là cây phát triển cây của nó là gì? Mình làm đại trà xong rồi kết quả để mình ra chính là cái thực nghiệm này của anh trồng ra cái số lượng bây giờ nó được khoảng bao nhiêu rồi? Cái số thử nghiệm là mình đang khảo nghiệm là được khoảng một số cây khảo nghiệm rồi. Là thấy ok trên thị trường này rồi, trên tại cái môi trường đất này. Có nghĩa là anh đã cấp cho ai thử chưa? Chưa thử luôn phải không? Tất cả chưa. Rồi anh về anh cho em coi coi. Cẩn thận nè. Lên. Dạ. Cái này nó chỉ một năm nó thu hoạch 4 lần mà trong có 4 tháng một thu hoạch lần. Nó cao tầm thế này đã ra quả rồi anh ạ. Cái này mới được có là đây mà các anh chị coi này. Cái này mới được có khoảng bao nhiêu ngày, được khoảng gần 2 tháng. Ra hoa này. Cái này là đông trùng. Này này. Cái ớt đây này. Đông trùng bên trong không? Nhưng mà cái đông trùng đâu. Đông giờ mình mới đi vô trong phòng. Giờ mới đi vô trong đó. Để cho vô vậy là dầu nóng lắm, nhiều lắm, 30 lần, ngay gấp 3 lần ớt bình thường, 30 lần đó, 3 lần thôi nhưng mà 30 lần, 30 lần, nó cay, nó không dám cắn luôn, đang mà hỏi bụng, 3 ngàn. Cắn vô là xong luôn á. Đây bắt đầu vô khu đông trùng hạ thảo. Số lượng hạn chế, không cho được nhiều. Số lượng hạn chế. Chiều nay 4 giờ em mặc áo Vinhome họp với anh Quang nhé. Các bác nào đại diện đi vào lúc nào